cách phân biệt mũi đực và mũi cái. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều tự hỏi mũi đực và mũi cái khác hay giống nhau ở điểm nào? Liệu chúng ta có thể phân biệt được con mũi vừa bay qua là mũi đực hay mũi cái hay không? Câu trả lời là nếu có, nếu bạn dùng kính hiển vi. Về ngoại hình, không dễ dàng để phân biệt được giới tính như con người. Mũi có những dấu hiệu để nhận biết rất kỳ lạ. Vòi mũi, bộ phận đầu tiên chúng ta cần quan sát trên cơ thể mũi đó chính là chiếc vòi. Nếu bạn thấy vòi có nhiều lông lá thì chắc chắn đây là mũi đực. Vòi của mũi cái hầu như không rậm rạp, chúng nhẵn bóng. Lông dầu đây là phần nhỏ nhất trong cơ thể của chúng, nhưng cũng là dấu hiệu để chúng ta phân biệt. Mũi giao tiếp với nhau qua âm thanh do chúng phát ra và được lông dầu tiếp nhận và phân tích thông tin truyền tải. Lông dầu dựa trên đó để xác định tốc độ đập cánh của các con mũi xung quanh, và từ đó chúng có thể phân biệt được đâu là đực và đâu là cái. Mũi nào sống lâu hơn? Cũng giống như loài người chúng ta, mũi đực có xu hướng tự nhiều hơn do chúng không làm chất dinh dưỡng từ máu giống mũi cái. Nói cách khác, chỉ có mũi cái hút máu người nên thường xuyên được nạp chất dinh dưỡng vào người. Mũi đực chỉ có thể sống được một tuần, trong khi đó mũi cái có thể sống đến tận một tháng hoặc hơn. Vì sao mũi đực không hút máu? Mũi nuôi sống bản thân mình nhờ vào mật hoa và nhựa cây. Vậy vì sao chúng không hút máu để bồi bổ cơ thể như mũi cái? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì chiếc vòi của chúng được sinh ra không phải để hút máu. Chiếc vòi không thể xuyên qua lớp da người và động vật, chính vì thế chúng đi tìm thực vật để duy trì sự sống. Mũi có chiếc vòi đặc biệt, vì thế chúng đi hút dinh dưỡng từ máu người và vật nhằm bổ sung protein cho trứng. Quá trình phát triển trứng ở mũi cái. Mũi cần cung cấp protein vào cơ thể để nuôi trứng. Chính vì thế, con người và động vật là những đối tượng chúng thường xuyên hỏi thăm, đặc biệt là những người có nhóm máu O đầy hấp dẫn đối với mũi. Chúng có thể cảm nhận được mùi máu trong cơ thể bạn thông qua nhiệt độ, từ đó mang những bữa ăn máu để nuôi trứng. Sau các bữa ăn no nê, mũi cái có xu hướng nghỉ ngơi để trứng phát triển hoàn toàn. Sau khi đẻ trứng, chúng tiếp tục đi tìm các nạn nhân mới. Có hay không mũi không hút máu người? Câu trả lời là có. Điển hình như một số loài mũi tuyết, mũi nước, mũi vằn Misere, mũi Sulicaceta. Đa phần các mũi này không hoạt động theo bầy đàn và chỉ kiếm ăn nhờ nhụy hoa hoặc sống ký sinh trên động vật có vú.